Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 với biến thể mới đã xâm nhập vào Việt Nam, hiện nay ngành y tế Đà Nẵng đang đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân, nhất là tiêm mũi nhắc lại để tăng cường miễn dịch phòng chống COVID-19. Cũng như nhiều điểm tiêm chủng khác, những ngày qua tại điểm tiêm chủng trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn, lượng người dân đến tiêm chủng ngày càng tăng lên. Thông qua công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau, theo phương châm đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, ra từng người, người dân đã hiểu được lợi ích của việc tiêm chủng, nhất là khi virus SARS-CoV-2 liên tục có biến thể mới. Nói chung đây là một cái đại dịch trên toàn cầu, nó ảnh hưởng đến tính mạng và của mỗi người, cho nên là nhà nước cũng như mọi người dân đều quan tâm đến cái việc để tiêm chủng. Thế thì khi có lịch thì tôi đều đã đi tiêm đầy đủ và cũng thấy cái sự quan tâm của nước và quan tâm đến nhân dân nói chung và trong đó có bản thân tôi. Sở Y tế Đà Nẵng cho biết trong tháng 7 này, ngành y tế phối hợp với các địa phương tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng theo hướng dẫn yêu cầu của Bộ Y tế và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố. Các địa điểm tiêm chủng được bố trí đến tận xã phường để tạo thuận lợi cho người dân. Sau thời gian đầu còn chậm, hiện nay tốc độ tiêm chủng mũi nhắc lại tại Đà Nẵng đã được đẩy nhanh đáng kể với sự chủ động tham gia tiêm chủng theo quy định từ người dân. Kết xã phía Tây 507 Nguyễn Lương Bàng, đó là một điểm chính. Điểm tiêm thứ hai là trung tâm y tế quận Ngũ Chiểu 525 Tô Đức Thắng, và điểm tiêm thứ ba là tại trạm y tế phường Hiệp Nam, và đã gửi các giấy mời cho người dân đã đủ điều kiện để tiêm mũi nhắc lại. Và đi từng nhà, ngõ gõ từng nhà, động viên tinh thần hội đoàn thể và đoàn thanh niên và những người có trách nhiệm để mà vào cuộc để mà giải thích cho người dân hiểu. Tôi đề nghị các cấp, các ngành và nhân dân thành phố tích cực chủ động công tác phòng chống dịch, tích cực tham gia tiêm vaccine và xem đây là quyền lợi và trách nhiệm và là biện pháp hữu hiệu nhất trong công tác phòng chống dịch. Trong cái bối cảnh mà biến chủng BA.5 cũng đang có cái lan rộng ở các nước trên thế giới và đã xâm nhập vào Việt Nam. Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện Đà Nẵng cùng với Quảng Ninh và Khánh Hòa là ba địa phương có tỷ lệ tiêm mũi 4 với người từ 18 tuổi trở lên ở mức cao. Trong khi đó, với độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi thì tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại cũng đã đạt gần 14%.